Vùng Đất Rồng là dự án phim ký sự khám phá và trải nghiệm du lịch Việt Nam, giúp người xem quan sát, cảm thụ được nhiều góc cạnh từ những trải nghiệm thực tế trên mảnh đất Tổ quốc. Thông qua đó giới thiệu đến người dân trong nước, khu vực Đông Nam Á và trên toàn cầu hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam, nhằm phát huy tiềm năng du lịch vốn có của mảnh đất này. Ngoài mục đích và ý nghĩa trên dự án, còn giúp các doanh nghiệp có thêm kênh truyền tải thông tin, thương hiệu, sản phẩm một cách thiết thực, hiệu quả. Vùng Đất Rồng quảng bá ẩm thực du lịch vùng miền quốc gia. Vùng Đất Rồng là một dự án phim của Cỏ Vàng Media